thống kê của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, dân số Việt Nam đã đạt con số 90 triệu người vào cuối năm 2013, đứng thứ 14 trên thế giới và thứ 8 ở châu Á. Cùng với xu hướng giảm sinh và nâng cao tuổi thọ, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động từ 15 đến 64 tăng lên, hiện chiếm 69% tổng số dân. Bên cạnh đó, trong cơ cấu dân số hiện nay, tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh. Dự tính đến năm 2050, số người cao tuổi sẽ tăng gần gấp 3, từ 10% dân số hiện nay lên 26%. Trong khi đó, mức lương hưu còn thấp, phần lớn người cao tuổi đều sống dựa vào gia đình hoặc tự làm việc để nuôi sống bản thân. Tại Sài Gòn, bất kể ngày hay đêm, khi đi ngang qua các con đường hoặc góc phố, ta sẽ dễ dàng bắt gặp những người lao động già, chủ yếu với các công việc như chạy xe ôm, buôn bán dạo, nhặt ve chai và đặc biệt chiếm nhiều nhất là bán vé số. Đa số họ là người neo đơn hoặc vì hoàn cảnh gia đình nên bắt buộc phải tiếp tục lao động kiếm sống, khi thiếu sự quan tâm và hỗ trợ từ nhà nước và xã hội. Chào bác. Bác đi làm nghề này lâu chưa? Đã từ 75 tới giờ luôn. Một ngày như vậy bác thu nhập được khoảng bao nhiêu? Không chừng cháu à, nhiều khi có bữa có, có bữa không, có bữa được 100, 5, 30, có được 7, 80, nhưng có bữa nào gặp nhà nào thơm thảo là được trăm mấy. Rồi đôi lúc thì chương trình nhà nước rồi bắt xe không cho đi nữa, ra bác già bác cũng chẳng biết làm gì. Chứ cuộc sống bây giờ thì nói chung không phải riêng mình bác mà khổ, mà rất nhiều cũng khổ lắm. Chỉ có giới nhà giàu thì họ cứ dư giả, với nhà nghèo thì thôi thì cũng phải chịu thôi. Nhà giàu thì chỉ toàn là đảng viên với cán bộ có chức có quyền thôi, chứ cỡ như tụi bác vậy thì thôi, cỡ như chịu thua. Bác bán vé số bao lâu rồi? Để bán vé số rồi kiếm sống cũng 10 năm rồi. Giờ bán hế lắm, ráng bán kiếm đồng sống qua ngày. Hiện tại nhà nước có hỗ trợ bác gì không? Không, giờ bác không có được sự hỗ trợ nào hết. Đi bán vé số kiếm sống qua ngày vậy đó. Hôm nào mà đó thì không có bị mất, còn hôm nào mà xui bị mất vé số là bữa đó là đói luôn á. Nhìn từ bên ngoài, người ta thường có cảm giác Việt Nam ngày nay rất phát triển, khi những địa điểm ăn chơi, quán nhậu lúc nào cũng đầy ắp những thanh niên, ngay cả trong giờ hành chính. Trong khi đó, những người già lại phải vất vả mưu sinh trong tuổi xế chiều. Điều này không những chứng tỏ sự phân chia giàu nghèo tại Việt Nam ngày càng rõ rệt, mà còn thể hiện sự thiếu quan tâm và chăm sóc đối với người già từ xã hội và nhà nước. Phóng sự của SBTN do nhóm phóng viên Việt Nam Right Now thực hiện từ Sài Gòn, Việt Nam.